Xin chào toàn thể các bác lại quay trở lại với kênh YouTube Điện Máy Ngọc Mai. Hôm nay thì bên trung tâm em sẽ review giới thiệu chi tiết tới toàn thể các bác mẫu sản phẩm máy hàn mic thương hiệu Kenmax, một cái mẫu sản phẩm cực kỳ là ok, một chiếc máy hàn mic Billy nhá. Và giá thành của nó thì cũng cực kỳ là hợp lý. Các bác tiếp tục theo dõi video, một lát nữa thì em sẽ giới thiệu chi tiết và đầy đủ chọn bộ sản phẩm này và cũng sẽ báo giá luôn để tiện đây thì các bác nhà mình được cùng tham khảo. Và khi mà các bác cập nhật được cái video này của em, những bác nào mà đã đăng ký kênh rồi thì các bác nhớ cho em xin một nút like và chia sẻ nhé. Bác nào mà chưa đăng ký kênh, cập nhật xem kênh lần đầu tiên thì các bác nhớ là ấn vào nút đăng ký màu đỏ và bật chuông thông báo lên để đón xem những cái video tiếp theo của bên em. Thì em sẽ thường xuyên đăng tải video, mỗi một video sẽ là một dòng sản phẩm hay và hữu ích để gửi tới toàn thể các bác nhà mình. Khi mà đặt hàng tại trung tâm điện máy Ngọc Mai thì các bác không cần phải đặt cọc, không cần phải chuyển khoản tiền trước. Các bác cứ có địa chỉ, có số điện thoại là bên em sẽ gửi hàng qua đường bưu điện về tận nơi cho các bác. Trước khi nhận hàng thì các bác được kiểm tra hàng thoải mái, cho nên là các bác cứ yên tâm nhé. Thì hai đầu số điện thoại em có để trên màn hình, số thứ nhất là 0378487818 và số thứ hai là 0989458200. Khi mà các bác có nhu cầu quan tâm muốn đặt hàng, các bác có thể là alo trực tiếp hoặc là nhắn tin điện thoại, nhắn tin Zalo cho bên em. Và không để mất thời gian của các bác nữa, em sẽ giới thiệu chi tiết luôn về cái sản phẩm ngày hôm nay nhé. Đây là một chiếc máy hàn mili, máy hàn mic nhá, cực kỳ là nhỏ gọn. Đây để em sẽ cho nó lên cân để cho các bác được cùng tham khảo về cái trọng lượng của máy luôn. Đây em sẽ đặt lên một chiếc cân 30 này. Đây là một chiếc cân 30 nhá, đang chỉ về vạch số 0 này các bác này. Đấy, đây. Để em sẽ cân cho các bác cùng tham khảo về cái trọng lượng của máy luôn. Máy nặng 6kg này các bác này. Đó. Em cân thử để cho các bác được cùng tham khảo và biết được về cái trọng lượng của máy luôn. Máy là 6kg các bác nhé. Đây để em sẽ cho sát màn hình để cho các bác được nắm rõ về cái thông số của máy này. Đây là một chiếc máy hàn mic mili, 3 chức năng các bác nhé. Các bác có thể là hàn khí, hàn không khí hoặc là hàn que. Khi mà các bác hàn không khí này thì các bác xoay cái bàn tay chỉ này và cái chữ gắt đây này, cái chữ này nó gọi là chữ galit này. Đó, các bác chỉ vào đây. Và cái dây này nhá, cái dây này các bác sẽ cắm vào cái cực âm cho em. Còn cái cực dương thì là các bác cực dương bên này. Đây cái này các bác cắm vào cực âm nhá. Còn cực dương bên này là các bác cắm dây mát này. Còn khi mà các bác hàn có khí là các bác xoay cái tay chỉ này về cái CO2 nhá. Về cái CO2 thì cái dây này các bác sẽ phải cắm nó vào cực dương và dây mát thì các bác sẽ cắm vào cái cực âm này cho em đó. Còn khi mà các bác hàn que nhá thì các bác xoay cái tay chỉ này về MMA là các bác hai cái cực này các bác sẽ cắm dây kìm mát và kìm hàn như bình thường nhá. Còn đây là cái dây hàn mic này các bác này đó, đây là cái dây hàn mic nhá. Được rồi, để em sẽ giới thiệu chi tiết về đầy đủ chọn bộ này để cho các bác được cùng tham khảo luôn. Máy thương hiệu của Kenmax nhá, một cái mẫu máy cực kỳ là đẹp luôn. Đây này, cái phần trong này nhá, phần trong này nó sẽ có bánh xe này và đây nó sẽ lắp được cái cuộn dây hàn. Đi theo máy là các bác được tặng luôn một cái cuộn dây hàn 1 ký như này. Các bác được tặng luôn một cuộn dây hàn 1 ký nhá. Là về các bác lắp dây hàn vào đây, là cứ thế là các bác hàn thôi. Và phụ kiện đi theo máy này, thứ nhất là các bác sẽ có một cái dây đeo nhá, một dây đeo máy, một đây là dây mát này các bác này, dây mát này chắc nó chừng độ 2 mét nhá, và đây là dây hàn, dây hàn thì chắc nó cũng khoảng chừng độ 2 mét, em chưa đo thực tế đâu, nhưng mà bình thường đi theo máy thì những cái dây hàn các bác chỉ được khoảng chừng 2-3 mét là cùng thôi. Các bác nào mà muốn dài hơn thì các bác phải mua thêm để nối nhá. Đấy, đây cái này cái củ hàn nó sẽ là củ nhỏ nhá, củ nhỏ, và các bác sẽ được tặng theo là một cái mặt nạ hàn như này nhá. Đây là cái mặt nạ hàn này. Đó. Và có gõ rỉ luôn, có luôn cả cái gõ rỉ nhá các bác nhá, nguyên chọn bộ như này luôn ạ. Các bác được tặng kèm theo một cái quận dây hàn 1 ký này,
Đó, đây là về nguyên đầy đủ trọn bộ cái sản phẩm này nhá. Đấy, em đã quay rất là chi tiết để cho các bác được cùng tham khảo và đầy đủ trọn bộ cái sản phẩm này. Và hôm nay thì em cũng sẽ báo giá luôn để cho tiện đây thì các bác được cùng tham khảo. Đây, cái này là phần nguồn này các bác này. Đây, cái phần công tắc nguồn đây nhá. Đấy, công tắc nó sẽ ở đây, phía sau như này. Có cánh, có quạt gió luôn này. Đó, các bác nhìn này. Cực kỳ là đẹp và chắc chắn nhá. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Để em sẽ quay chi tiết luôn để cho các bác được cùng tham khảo luôn. Mẫu mã rất là đẹp, cực kỳ là đẹp, chắc chắn là hàng chất lượng các bác nhé. Hàng ken mắt này, chính hãng đây, các bác có thể điều chỉnh đây nhá. Đấy, nó có những cái lúm điều chỉnh này, rất là ok. Đó, thì với nguyên một bộ sản phẩm đầy đủ như thế này nhá, các bác sẽ có một máy này, dây mic đây, một dây đeo này, và kẹp mát này, kìm hàn này, mặt nạ hàn và cái gõ rỉ. Ngoài ra là được tặng kèm theo là một cái quận dây hàn 1 ký nhá, với cái mức giá là 2.700.000 đồng. Bên em sẽ miễn phí vận chuyển trên toàn quốc và tận nơi cho các bác. Nhận hàng các bác được kiểm tra hàng trước khi trả tiền cho em. Và hôm nay trong cái đoạn video này nhá, em có 5 chiếc kính hàn. Đấy, 5 chiếc kính hàn điện tử nhá, em sẽ tặng cho 5 bác khách hàng đầu tiên khi mà các bác sử hữu cái dòng sản phẩm này của bên em. 5 chiếc nhá, chỉ có 5 chiếc kính hàn thôi. Cái kính hàn này thì hiện tại là bên em đang bán với cái giá là 170.000 đồng. Và 5 bác khách hàng đầu tiên thì các bác sẽ được tặng một chiếc kính hàn điện tử cực kỳ là cao cấp như thế này nhá. Em chỉ tặng cho 5 bác khách hàng đầu tiên thôi. Đến bác thứ 6 là sẽ không còn phần quà tặng nữa. Nên là bác nào mà đang muốn sở hữu cái sản phẩm này thì các bác hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp tới trung tâm điện máy Ngọc Mai nhé. 2 số điện thoại thì em có để ngay dưới màn hình kia rồi. Bác nào mà đang có nhu cầu thì hãy liên hệ tới trung tâm điện máy Ngọc Mai để đặt hàng ngay từ lúc này nhé. Và em cũng xin được kết thúc tạm dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở một cái video lần sau.